anh lục, không muốn kiếm tơ xanh dương. Đừng làm biến tính của anh tinh cục, mà hãy làm cho anh thương. Anh cứ loay hoay đi tìm cái chất của ai, chứ đừng bao chạy quanh xưa. Thằng em anh vẽ cho anh quả cảnh, tôi mới gọi là đẹp như tranh luôn. Đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha được coi là cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới và là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Ronaldo là chủ nhân của 5 quả bóng vàng châu Âu và 4 chiếc giày vàng châu Âu. Không những thế, trong suốt sự nghiệp đỉnh cao của mình, anh đã giành được 32 danh hiệu, còn đang nắm giữ kỷ lục nam cầu thủ châu Âu ra sân quốc tế nhiều nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng quốc tế nhất, cầu thủ ra sân nhiều nhất, ghi nhiều bàn thắng nhất và có nhiều pha kiến tạo nhất tại UEFA Champions. Căn bệnh không thể gắng gượng, sinh tử như một trò chơi mà một người phàm không thể thắng được. Con ước mình là vì sao ở trên trời cho con tỏa sáng. Con mong bố về với mẹ để cho hạnh phúc gia đình viên mãn. Ông nội luôn trông ở cửa, đứng chống gậy và chờ bố về. Gia đình thiếu vắng đàn ông cũng chỉ là vì con ma số đề. Thời gian trôi qua thật nhanh, năm nay mẹ cũng đã bạc tóc. Mẹ ngồi bên kia đầu giường nhìn vu vơ rồi lại bật khóc. Ông bà dần dần nằm xuống không còn. Not
sỏ háng cả thế giới. Xách giày ra sân, ghét nhất là gặp mấy thể loại chỉ nhăm nhăm nhìn háng mình mà sỏ. Đã nhà nghèo lấy đâu ra 30 mà trả cho các anh. Tưởng chỉ sân nhỏ mới thế, ai ngờ tới sân 11 cũng có thanh niên chuyên bộ môn này. Neymar sỏ háng chán chê ở Brazil tới Tây Ban Nha, vẫn chứng nào tật nấy và giờ đang nghịch tiếp trên đất Pháp. Cậy có đôi chân nhanh nhẹn cùng cái đầu tinh ranh hơn người, Neymar đếm nhịp đối phương lao vào cực kỳ chuẩn xác, để biết khi nào chỉ cần một cú gẩy nhẹ là bóng đi qua cái thùng lũng nhỏ hẹp kia. Ở thời kỳ đỉnh cao, đừng dại mà vây lấy Neymar bởi thiên tài người Brazil thích nhất là đám đông như vậy, để dễ bề phô diễn kỹ thuật siêu việt. Số ít được mua tặng đôi có gót cho nàng nhảy thật là đẹp trên điều tango. Lãng mạn nhiều pháp vừa tuyệt với đủ vàng, để tên mình ngọt như là mango. Tiền nàng cà phê thêm cả túi và trang sức, để trông nàng sắc sỡ như là san hô. Việc gì làm khó tên anh credit long, vì làm người đẹp nàng cứ mango. Bay qua bay lại hết tà thanh xuân, hãy vượt qua vạn lý trường thành, ta sẽ hủy diệt mọi hàng thủ, hãy định nghĩa lại vị trí hậu vệ cánh. Nói là à lôi cũng bị solo hip hop cùng với trai bạn nhưng mà thôi, anh tuyệt vời trong cơ bắp cho em tính cả tình cả môi, nhà em có mấy quả đôi người thì anh cũng tính cả rồi. Anh vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là à lôi cũng bị solo hip hop cùng với trai bạn nhưng mà thôi, anh tuyệt vời trong cơ bắp cho em tính cả tình cả môi, nhà em có mấy quả đôi người thì đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công, mình cứ như nắng hạ nhưng trong lòng thì chớm đông. Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê mình nuôi cá và trồng thêm rau. Quên hết bao nhiêu suy tư, sổ chen và đôi giày khôn đét nhưng lại ngu khi yêu nên trông anh có hơi gầy. Trần về nào quê, mai vì không mong vui bao chia ly. Muốn nữa em anh nằm nghỉ ngơi, mây trôi đi để không về sẽ anh vẫn nhớ mai nụ cười em. Kiếm từ danh lục, không nguồn kiếm từ danh dương. Làm kiến tính của anh tính cục, mà hãy làm cho anh thương. Anh cứ loay hoay đi tìm cái chất của ai, chứ đừng bao giờ quanh xưa. Thằng em anh hãy cho anh còn cảnh tư gọi là hậu đẹp. Đổi bên kia đổi xanh xanh, vai con
tan cũng đừng quên tình bạn. Nếu thuốc cuối cùng chia nhau hút canh đêm, hồng nhan rồi sẽ có lúc phải mạt phận, nhưng mà sóng gió nào vẫn còn đó anh em. Làm chung sóng số phong ba cũng không ngăn được, đi lên từ mồ hôi máu rơi hào hùng.